đi coi chợ Tết coi có bán gì không mà gặp tuyết đầy hết vậy. Đây nè, Tết quê người nè, thấy không, buồn không? Đó, về Việt Nam chắc ngủ hết rồi, chuẩn bị ngày mai đón giao thừa chưa ta? Bữa nay là 30 Tây hả? Ủa, em... bên Việt Nam hả? Dạ. 8 tháng 9 tháng Tây. Nay chú Thanh không có đi làm, giờ chú Thanh chở đi coi chợ Tết nè. Ừ. Dạ. Thứ ba mùng 1 nhưng mà ngày mai là bệnh chủ nhật. Chủ nhật. Nhưng mà ở Việt Nam mình nay cũng rộn ràng rồi. Đã thấy không, tới Tết Mỹ không có bóng người, thấy không? Nay nhà thứ bảy nhà chú tiếc chú không đi làm, chú chở cho đi chợ chơi, tính không đi rồi đó, mà bây giờ đi cái là tốn tiền nhé. Đó, bây giờ quý vị gần tới chợ Việt Nam, gần tới chợ bán đồ của người Việt Nam rồi nha, để cho quý vị thấy nha. Đó, đường xá bên đây tuyết hình nào có vắng tanh vậy đó. Mỹ năm nay nghèo lắm quý vị ơi, chắc phải nhờ Việt Nam cung cấp, nhờ Việt Nam, chính quyền Việt Nam ủng hộ cho chính quyền Mỹ mới được. Chính quyền Việt Nam ủng hộ chính quyền Mỹ ăn Tết coi, ủng hộ cho Mỹ rồi Mỹ cho dân. Thôi nói hồi người ta tưởng đâu mình nói chính trị nữa, thôi không nói nữa, xin lỗi. Đó, cây đồ nó trắng hết trơn đó, thấy chưa? Ý ghẹo vậy mà. Ý nói Mỹ mình năm nay nghèo quá. Mỹ cho bao nhiêu tiền của mình là còn chẳng hạn đu dây. Hôm nay xe chạy đã không? Cái gì thấy đường xá không? Đó, hù thấy không? Đó, mình thấy cây sơ cạnh hết trơn không? Dạ, cảm ơn Tịnh Minh. Tính đi ra coi có đồ ế, tao bán ế mình mua. Đó, bên đây là chạy xe giờ là dù đó, thấy không? Mở cửa đó là cây dù nè, thấy không? Đó, thấy chưa? Ô, tiếc. Ngồi trong xe đó thì mình thấy nó đơn giản, mà mở cửa ra quý vị thấy không, dù vậy đó. Đó, giờ thấy cái vị đi chợ Tết nay là tiếc quá, ông đang tới giờ chưa lên luôn. Cái chú Thanh nó chưa được ở nhà đủ để chợ chơi. Đó, xíu nữa quý vị coi chợ bên đây nhỏ lắm. Chợ nhỏ lắm. Dạ thưa lạnh, tối nay và tối mai là nó 16 độ. Tối nay xuống khoảng 20 độ, tối mai 16 độ. Tối mai tối chủ nhật là 16 độ, là để coi 32 độ là 1 độ Việt Nam. Đâu dưới chứ 8 độ Việt Nam. Âm 8 độ Việt Nam, 16 độ bên đây là âm 8 độ Việt Nam á. Tối nay là âm khoảng 5 độ, tối mai âm phải 8 độ Việt Nam. Tối nay phải 20 độ, mà 32 độ là nó 1 độ Việt Nam. Mà nó xuống còn 20 độ thì nó khoảng 5 độ Việt Nam, 10 độ Việt Nam. Còn 16 độ thì khoảng âm 8 độ Việt Nam, âm 8 độ đó nghe, âm 5 độ và âm 8 độ. Tối nay là âm 5 độ, tối mai là âm 8 độ. Thưa quý vị, nói rõ ràng, nói lộn hoài. Vì bên đây là sử dụng đồ ép. Bên đây sử dụng đồ ép. Đó, đi chợ. Năm nay thầy không có ăn Tết nghe. Tại thiện, thầy nói tụi con đừng có lo cho thầy hết trơn nghe. Hôm qua thầy thấy tin nhắn, thầy nói trước thầy không có ăn Tết.
Tại bữa nay chú Thanh chú được nghỉ rồi, chú rủ thầy đi chợ thì coi. Đi chợ coi coi đồ mốt thầy gói bánh thì cho mấy đứa ăn nữa. Kỳ này không có gói bánh cho mấy đứa là tại vì mới tập gói. Mới bốc chú chín thì tôi gói nữa. Gói sang năm là thầy phát hành bánh tét khắp nước Mỹ. Phát hành bánh tét khắp nước Mỹ luôn. Năm tới tất cả Phật tử Mỹ ai ăn bánh tét order trước. Không có bán mắc đâu. Một là cho, hai là bán lấy công làm lời để làm từ thiện. Nó chứ bị gì bữa nay làm nó bị đau, bị cắt cái tay rồi nè. Đâu rồi? Đâu rồi, cắt cái tay đau rồi cho nên bữa nay nè thấy không, bị cái sợi dây vậy mà nó cắt cái tay nè thấy không? Đó. Thầy á thì tánh thầy rất là thẳng. Mấy đứa đệ tử thì nhớ á, tụi con trẻ nhất là mấy đứa trẻ theo thầy, thầy mới kêu xưng bằng thầy. Thầy nghĩ sao thầy nói vậy thẳng à. Thầy không muốn cho tụi con phải khổ gì lo cho thầy đâu nghe không. Chừng nào dư giả đi. Thầy nói thật vậy đó. Thầy làm được, còn làm được. Mùa đông này thầy có cách rồi đó. Năm tới là mùa đông này là tôi làm bánh, tôi làm đồ chai, tôi bán. Mùa hè tôi trồng rau. Bây giờ tức cái mình mà tự gói bánh được rồi nè. Gói ra rồi không? Đó, đứt tay luôn rồi thấy chưa. Đứt tay nhưng mà rút kinh nghiệm. Mới mốt là khi mà cuộc dây á là phải bao tay. Bao tay bằng cái bao cứng á. Tại vì cái dây mũ vậy mà nó bén vậy đó. Nó bén đứt tay luôn nè thấy không? Đó. Rút á, khi rút sợi dây á. Năm tới tôi rút kinh nghiệm. Mới mốt tôi là bao tay. Khi mà cột dây. Làm hai lần rồi ngon lành rồi. Yêu cầu làm lần hai lần nữa là chưa chắc gì mấy người làm lâu lâu làm mà làm lại thầy đâu. Tiếc quá cho nên nó mới bớt xuống rồi không động nước rồi nè. Nè tiếc nè, của tôi có tiếc nè. Nhưng mà bên chỗ của thầy ít hơn, tại nó gần biển à, cũng vẹt đi nhà, nhưng mà phía nhà ở trên đầu á, thì trên gần DC á là tuyết nhiều lắm. Còn chỗ thầy là gần biển á, tại thiện nhớ là chỗ thầy là gần biển, nó nằm ở dưới gần North Carolina. Cho nên có tuyết nhưng mà rất là ít. Năm có thể lần hai lần nữa là hết rồi đó. Dạ chào Ngô Thị Mai. Để cây Ngô Thị Mai thường hay kêu tôi bằng sư phụ mà tôi không nhớ ai ha. Xin lỗi tại vì tôi không biết cách đăng like thì không biết cách bấm lại coi. Có thể quý tôi thì kêu tôi vậy tôi cảm ơn nha. Chứ còn chỉ có mấy đứa trẻ nữa kêu bằng sư phụ thôi. Đi chợ Fashion ha chú. Đi chợ này chợ người Tàu nhưng mà họ bán dễ thương lắm. For season. Tôi đi là tôi coi bánh tét như thế nào. Đằng năm tới tôi hợp đồng, tôi gói, tôi bỏ mối. Quyết tính nè. Quyết chí năm tới có việc làm rồi. Năm tới là mùa đông này là hốt tiền rồi. Chịu khó gói cho đẹp, hốt tiền rồi. Nhưng mà đâu biết nói chuyện đâu. Để mốt mình coi cho biết hay là mốt ông đang nói chuyện. Nhiều năm tới mình gói trước một tháng vậy đó. Có bánh chuối hợp đồng. Chuối thì bên Cali mua gửi qua nghe. Năm tới từ thiện gửi chuối qua cho thầy. Thầy gói bánh bán nha. Chuối thì Cali rẻ. Gửi qua đại một đống một thùng bự vậy đó. À, Tệ Thiện ơi, con cho cái cách mà order cái sườn non chai đó. Để hồi thầy nhờ chú Thanh, chú giúp thầy cho cái gì đó, order sao đó. Con khỏi order, để bên đây thầy order cho. Order thùng sườn non chai, nhưng mà cho cái gì đó, gọi cách sao để hồi thầy nhờ. Về bữa nay chú rảnh nhờ chú làm đi.
không, nó làm mấy lần nó lấy tiền tôi ngại, tôi không muốn làm nữa, tại vì tôi muốn lúc nào tôi mượn tôi phải trả tiền, mấy lần nó ở đài cái nó cúng luôn, kỳ quá. Thôi vậy khác nào mình lợi dụng mình biết cách thì có chú đỡ thì tôi đưa cái, mình có cái thẻ nhà băng mình ở đài được phải không, đưa cái chú ở đài. Chuối bên này một đồng 79 mà nó củ mềm mà nó không có ngon nữa, nó hư lắm. Ở đây là mình đi ngang từ từ ấy xà hả? Giờ đi từ ấy xà là chạy có tiếng của Việt Nam, người Việt Nam đi nhiều, mà sao bữa nay trắng te vậy ta? Ngon mặn của chú hả? Nay sao vắng quá ha. Đây là cái chợ Việt, dạ người ta gọi là chợ Việt Nam đó, thật sự cũng người Tàu. Nhưng mà tôi thích đi chợ bên kia hơn, hồi chú Thanh chở cho đi trên kia nữa. Bây giờ vào đây mua gì được trước thì mua. Đó. Chợ bên đây nhỏ lắm, xa vậy đó. Từ chỗ đi ra mấy chục phút vậy đó. Rồi. Chào quý vị. Cảm ơn chú. Hello. Ủa, sao tự nhiên nay có mình đi chợ ta? Đây nè, chú ở bên đây nè, thấy chưa? Trời, nó gầy nè, nó không quên nữa. Nè, chú của mẹ mình nè, mà 4 đồng nè. 4 đồng, ủa phải, cái đâu? Bà nó na nè, 1 đồng 75 một phao, thấy chưa? Mà gầy dễ đâu có chín đâu. Đó thầy nói, cái bưởi nhiêu trái ta, mua về chân cúng Phật. Bi ba bơ. Nè, đồng bưởi, cái chữ bưởi chặt bố bưởi 5 đồng trái, có thấy không đó, đồng 75 nè, nó vậy vậy đâu có trứng. Bánh bao chú Thanh chú nói mà thầy đang bánh bao trái chanh dây. Trời ơi, sầu riêng mắc quá. Mắc quá. Sao mà nó trái đèn hả ta? Sầu riêng mắc quá không? Trời ơi, 20 đồng có mấy muối à. Thôi nhịn đi. Bắp. Tiện để cho người nghèo. Để mình có phước nha quý vị, chứ không phải thầy hà tiện đâu. Thấy 20 đồng mới mua được 20 ký gạo rồi. Nè, lá chuối nè. Lá chuối hôm qua hà tiện nó cho người nghèo mua chuối, khoai lang. Năm mươi chín xe nộp phao. Mua về làm bì để cho Phật tử chơi. Nó rẻ nè. Rẻ thì mua quá. 59 xe nè. Rẻ thì mua. Mắc thì thôi. Củ này bự rồi nó xốp không ngon đâu. Nó phải Mỹ, nhưng mà phải Mỹ nấu mình của mình á. Phải Mỹ thì mình nấu ăn không được nha. Nó nhão nhẹt à. Chỉ có phải này nè, mà phải này tới 2 đồng. 2 đồng 99 là 3 đồng một phao. Phải đó 1 đồng 99, chỉ có phải này là ăn được nè. Cũng bự quá, còn phải Mỹ nó nhão nhẹt à.
chưa, nó hư rồi. Hủ tiếu, cái bạch quả nè, mấy đứa đệ tử nó kêu ăn cái bạch quả để cho nó tốt nè, không mua gì. Nghe lời Trung, nghe Trung. Trung hiểu thầy ăn bạch quả đó thì giữ cái đó, thì mua bạch quả nó 2 đồng bịch đó. Nghe lời Trung nè, thầy ăn bạch quả nè nghe. Đằng trên nó giữ cái não, còn cái nhẫn nhục. Nhẫn nhục nhiều đây, nhẫn nhục nhiều bụng gối họp, nhẫn nhục mắc quá thôi đi. Rồi thôi, 8 đồng mấy thôi, mắc quá. Chỉ có bạch quả nó rẻ, ráng bạch quả cho nó tốt. Nghe lời đệ tử kêu đó. Xả, xả 1.99 đồng một phao. Một phao là 450 cà ram đó nghe quý vị. Nhớ hôm nay nó không có xài ký, xài phao. Một phao là 450 cà ram. Khoét lan. Kể mua là vậy, mua đồ rẻ đi. Đó, chuối. Rồi nãy mua phai đa thì giờ mua, mua củ sắn mà về làm bì. Củ sắn ngon không đây? Mua củ sắn làm bì, 1 củ, 2 củ, 3 củ, 4 củ, 5 củ. Tươi à, 6 củ tươi tươi, 6 củ. Củ nào nữa không? Tôi làm bì lá sảy luôn á, 7 củ sắn. Hơi môn này, hôm này hơi cũ rồi, thôi đi mua chỗ khác đi. Tàu tôi 1 đồng 19, một 2 3 4. Nói không mua ra có tới sự mua là mua đầy hết. Nói không mua nè. Nó không mua mà cũng ngứa tay. Nó không mua. Kệ mua về làm, ai ăn chay mình khởi biếu cho anh ta. Trái bơ mắc quá. Tôi trên dây à. Rau má, trời ơi, tới mùa mình trồng nó sẽ rề à. Bây giờ coi như nhiên bao rồi đây. Trời ơi, 9 đồng 69, 10 đồng. 10 đồng có nhiêu đâu má, nó hơi mắc quá. Mắc quá trời. Trời ơi, 10 đồng có nhiêu đâu má, hết hồn. Rồi tới mùa mình trồng nó quá trời luôn. Tới mình không trồng nó mắc gì nè. Ngày mốt thì cúng đám giỗ bà nội thầy. Thầy làm luôn mâm cơm cúng hết ông bà thờ. Thôi kệ đi. Mình biết là không ai ăn nhưng mà mình thờ thì phải cúng. Giá này, để hồi lại chợ kia mua giá. Vui không? Ừ.
củ hoa nè, tới mùa mình trồng thì ôi nó rẻ rề đây nè, như đây mà 2.51 đồng, ngò gai, ngò ôm, hồ đậu bắp nhiêu đây nè, như đây mà 4 đồng mấy, 4 đồng mấy con dĩ, con dĩ này chắc chừng nửa ký đó. Ôm nuôi nhiêu ra sẽ không hết, mà nó không có bán phân nữa để lên chợ kia. Trời quế nè quý vị, tới mùa tôi trồng thì quá trời, mà giờ nó vậy nè, nhiêu vậy mà 2.50 đồng mấy thôi, 2.50 đồng mấy. Trời ơi, hồi mình trồng thì nó hàng hà xa số không ăn. 2.50 đồng mấy. Rồi, quên hai bánh tét rồi là hết rồi, thấy chưa? Bánh tét rồi là bữa nay hết rồi đó. Quý vị không biết đâu, quý vị bên Mỹ á, bánh tét lúc nào bán trước rồi đó. Mấy ngày này là hết bánh tét rồi. Đi coi thử giá cả nha. Chứ tôi gói là ngon lắm. Ăn bánh, ăn cà rem. Cà rem. Đồ chai nè. Mì căng nè. Ồ, mì căng này cũng lên. Cái gì nó cũng lên. Chán vậy đó. Mì căng mà bữa nay cũng lên. Rồi chả lụa nó cũng lên. Chả quế nó cũng lên. Ông nội ơi. Rồi Tết cái gì cũng lên. Ê, chả hàng ngày đó. Cái 3 đồng mấy bây giờ lên tới. Trời ơi, hàng ngày 3 đồng mấy lên 6 đồng mấy. Ôi. Sao giờ cái gì cũng lên đó nha. Tôi tối ngày tôi đi tôi thấy nồi đất là tôi phái à, mua để đầy hết thôi. Có ngày cái nồi đất là thấy phải mua. Rồi sao giờ gì cũng lên hết trơn trời, lên khiếp đảm. À, đi coi nước mắm chai, nước mắm chai, nước mắm chai đây nè quý vị. Mà đều đừng có mua nước mắm pha sẵn nha, nước mắm chai cho nó thơm á nè. Nước mắm này pha sẵn không à, nước mắm chai đâu rồi, nước mắm không pha sẵn đó. Tương gỏi cuốn, tương hộp. Rồi, vậy là nước mắm chai. Bây giờ nó hết sao? Hai ba chợ thì cũng có. Có nước mắm ăn liền à. Chào, nhà còn mấy hũ. Rồi, mua nếp mà mua gì gói bánh nữa. Nếp mà chúa chín gói bánh nữa. Gói riết chừng nào mà cho nó nhuần nhuyễn cái tay thì thôi. Con bịch thì... Trời ơi. À, con bịch thì 8 đồng 19. Con bịch thì 8 đồng 19 nè. Bịch thì 7 đồng 29 nè. Cái coi mua bây giờ mình biết gói rồi, mua chỉ bịch nhỏ nhỏ, một bịch lớn đi. Hăng nghe biết gói bánh rồi, bây giờ phải mua bịch lớn. Đâu rồi, hai cá vàng gạo lứt nếp đâu rồi, nếp bịch lớn gạo. Gạo thơm.
gạo của nếp đâu ta. Thương nó bịch lớn luôn. Sao không có bịch lớn thì mua bịch nhỏ cũng được đi. Bịch nhỏ thử hai loại này, cái loại nào có ngon hơn loại nào. Một loại thì loại này thì ba cô gái. Ba cô gái, loại này thì loại ba cô gái thì mắc hơn. Loại này thì cái loại gì? Loại hai cá vàng. Loại này ba cô gái. Không biết loại nào mắc hơn, thôi mua hai loại luôn đi. Mắc hơn cũng bao nhiêu? Cái 7 đồng 29, cái 5 đồng 19. Thử hai loại đi. Thử luôn hai loại. Thử luôn hai loại. Đậu xanh nó nhạt còn. Đây nè, trời ơi, trước cái kiếm này. Kiếm không có, biểu đệ tử nó gửi qua 4 đồng 99 là 100 ngàn Việt Nam. Nó biểu đệ tử nó gửi qua cực nữa không? Này 4 đồng mấy luôn. Trong biển nếu có một cục này là 6 đồng 99 một cục này. Này 13 đồng 99 một cục biển kìa. 13 đồng 99. Nè, nó tính đi chợ không mua gì đó. Nãy nói bụng nó không mua gì. Tính là không mua gì đó. Không mua gì mà giờ vậy đó, giờ có gì vậy đó. Nó bột khoai. Bột bán thì nấu chè chuối. Không mua gì đó mà giờ mua cái đóng rồi. Mà quế. Đúng tươi Thủ Đức. Thủ Đức là sức đủ. Thủ Đức. Bún tươi Tây Đô. Bún chả giò. Chả giò thịt nướng. Nó để bún chả giò thịt nướng.
Thôi mua đồ ăn giặt chơi. Tự nhiên thấy nó cái bụng nó cồn cào à. Đây là chú ép cuốn. Rồi 4 đồng mấy luôn. Mấy bánh. Bánh coco. Bánh coco. Tôi phải bánh quay kèo. Nói ăn chứ. Lại còn răng ăn đi. Chứ mong hết răng là ăn cũng đâu được. Mong hết răng hết ăn rồi. Còn răng cứ ăn đi. Kể còn răng cứ ăn. Hết răng không ăn được cái gì ơi. Quay kèo. Quay bánh dầu Việt Nam á. Quay kèo. Thôi. Chứ rẻ á. Cái chín chín xe nè. Chín chín xe anh bà tin nè. Nhiêu đây thôi ạ. Thằng điên chạy nữa. Dạ. Ở Mỹ đi chợ không có tốn tiền. Toàn là cà thẻ không mà nghe quý vị. Ở Mỹ chợ không có tốn tiền nha quý vị. Mỹ nhớ không, đi chợ không có tốn tiền nha, chỉ cà thẻ không nè, cười vui chọc chứ, không phải trả thấy mò chứ đâu có, chỗ nào không tốn đâu, mua hai cái bún tàu, làm bề dòng xéo mua anh bún tàu thấy không. Dạ này. Nghe cái gì thấy không, đi Mỹ đi chợ Mỹ không có trả tiền thấy không, đưa thẻ sang hết đó. Cứ việc đi chợ đi, muốn đi nhiêu đi là thoải mái vậy đó. Cái cà thẻ là ký tên để lại thấy không, cà thẻ xong là ký tên để lại đó. Thank you. Cứ đi nhiêu đi, cà thẻ là ký tên để lại nha. Yeah.
Dạ, thank you. Tôi mua ớt là chú Thanh ơi. Không có mua chi hết trơn á. Để cướp xe lên. Đây. Tôi mới ớt hà. Dạ. Yeah. Không muốn đi cũng được, về đủ cũng đủ rồi. Đủ không? Đủ rồi. Vậy thôi về, vậy cho đậu đâu đi. Cho tôi lấy cái bánh tôi ăn cái. Để nó xuống đường. Trời. Đậu cho cái, bên nãy tính để trong kia. Lấy cái bánh quay chèo ăn cái là nó lên đường lại à. Rồi thôi đi về đi. Đủ rồi. Đi nè, tốn quá. Mua sơ sơ thôi. Mua sơ sơ mà nó vậy đó. Bánh quay chèo đâu rồi? Đây. Rồi, thôi. Đi về được rồi đó. Rồi, thôi đi về. Lấy bánh quay chèo để ăn. Rồi, chào hết quý vị nha, đi về nha. Ở bên đây không thấy chết cha, không thấy bán bông hoa gì trơn hết ta. Ở sao tới bà dẹp hết trơn vậy chú Thân? Cái ngộ vậy ta. Trời, không có một cành bông mà không có một đòn bánh tét nữa. Không có gì trơn á. Thôi về đi, đi nữa tốn quá.